Năm 2013 là năm Bộ Giao thông Vận tải đột phá về huy động vốn ngoài ngân sách. Tổng vốn huy động được đạt khoảng 117.000 tỷ đồng cho 48 dự án với khoảng 1.387 km đường. Đặc biệt với tuyến quốc lộ 1 đã huy động 18 dự án BOT tương đương với khoảng 627 km đường, trị giá 50.000 tỷ đồng. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên với 3 dự án BOT tương đương khoảng 112 km, giá trị 3.700 tỷ đồng. Các dự án này hiện đã được khởi công để đưa vào khai thác trong năm 2016. Đáng nói, năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục huy động vốn ngoài ngân sách, dự kiến ít nhất là 32.000 tỷ đồng và giải ngân khoảng 41.300 tỷ đồng. Cùng với đó sẽ nghiên cứu đề xuất cơ chế đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư như chính sách về giá, phí để đầu tư BOT, PPP các dự án lĩnh vực hàng không, hàng hải và các ưu đãi hỗ trợ cho nhà đầu tư.